Mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Phú Yên Channel. Hôm nay là ngày 24 tháng Chạp. Đây là làng hoa Vạn Thọ ở phường 9 Tuy Hòa. Vườn hoa Vạn Thọ này mấy hôm trước nó còn hoa còn nở bứt, bây giờ ngày 24 hoa nở rất là đều và rất đẹp. Hoa Vạn Thọ này nở một cách đồng loạt luôn này. Vườn hoa ở Tuy Hòa nằm bên cạnh đường Hùng Vương. Có thể nói là vườn hoa Vạn Thọ này là vườn hoa lớn nhất ở Tuy Hòa, trồng rất là nhiều hoa Vạn Thọ. Những ngày này thì thương lái các nơi tấp nập đến Tuy Hòa Phú Yên mua hoa. Rất là nhiều loại hoa các thương lái đến đây mua. Bên vườn nhà chú thì ngoài hoa Vạn Thọ ra còn có hoa dạ thảo và dạ yến thảo. Phía bên kia là trồng hoa dạ yến thảo. Lúc trước thì mấy ngày trước thì những cái luống này là những luống Vạn Thọ, nhưng khách thương lái đã mua đóng những cái luống này rồi. Thank you.
Thương lái đến vườn hoa ở Phước Hậu ngồi mua hoa, còn tranh thủ selfie những cái tấm hình để mà kỷ niệm. Các bạn trẻ thì những cái này nếu mà có chụp hình đến những cái vườn hoa này thì chụp hình rất đẹp, nhưng khoảng 2-3 ngày nữa thì hoa sẽ chuyển đi các nơi, thì đó vườn còn rất là ít hoa, chụp sẽ chụp hình thì không đẹp. Ê, thương lái là chụp hình cô. Chụp hình không hả? Tranh thủ chụp mấy bữa nay không, mai mốt là hết đẹp rồi. Vô đứng đây chụp đẹp chứ. Đẹp rồi. Để hai mẹ con tranh thủ đi selfie. Thank you.